Đây. Phu quân của tôi. À, Linh, đúng ra là Linh Tuấn đến đây. Trời, sao không hết bán vé được luôn rồi. Đang định nói là Linh Tuấn còn độc thân mà. Là... Phải hôm nay chúng tôi vừa tập chương trình xong thì có một buổi livestream để gần đây khán giả, thì lời nói của Linh Tuấn thì bà làm show bao nhiêu chục năm ở đây rồi, với lại anh Chí Tâm với lại tất cả nghệ sĩ, để cái mục đích của Linh Tuấn với lại các anh em đây là muốn sân khấu cải lương chúng ta sáng đèn, dầu những tổ chức khác gì cũng vậy, tất cả đều là anh em, cho nên mình phải đoàn kết lại để mình gây dựng, để một tiếng nói cuối cùng cũng một bàn tổ thôi, những cây hương cũng của ông tổ nghiệp, cho nên chúng ta nên đoàn kết lại, bất cứ show nào thì trăm hoa đua nở mà. Thì đối với riêng nhóm của nhà tình quê này vẫn open, vẫn mở một cái sân chơi cải lương. Ước mơ của chúng tôi là khi mà khán giả xem một chương trình ra, ồ chương trình cải lương coi đã quá, cái đó là ước mơ của chúng tôi. Còn ngoài ra chuyện tình cảm cá nhân thì tất cả mọi anh em đều là con một nhà hết, cho nên chúng ta dùng cái hòa khí để mà làm việc với nhau, để mà giữ cái ngọn lửa cải lương Việt Nam chúng ta sáng mãi. Thì Linh Tuấn cũng muốn nhắc lại cái show Linh Châu thì cũng kết hợp với những cái tiết mục rất là nghệ thuật. À, riêng Linh Tuấn với lại Linh Châu cũng có một tiết mục rất là độc đáo, hay nhắc về kỷ niệm hai anh em ở đoàn Phước Chung như thế nào, sống chung. Trước khi đi Diệu Yên qua đây năm 84 thì Linh Châu cũng đã về công tác Phước Chung hát chung với Linh Tuấn. Rồi sau đó Linh Châu sẽ hát từ đoàn nào, thì trong cái đêm diễn đó chúng tôi sẽ tái hiện lại những cái kỷ niệm ngày xưa, những cái chương trình như thế nào một cách rất là đặc biệt. Sẽ kéo dài suốt một cái chương trình xuyên suốt, quý vị coi tin rằng quý vị sẽ hài lòng, bảo đảm quý vị đó là nghệ thuật. Linh Tuấn ước mong rằng nghệ thuật cải lương nó sẽ sống mãi và nó sẽ sáng đèn lại giống như mười mấy năm về trước của Linh Tuấn Chí Tâm làm. Và khi mà làm ở tại sao chọn nhà hàng Baracel, bởi vì cái đó Linh Tuấn tin rằng có linh khí của tổ nghiệp cải lương. Vậy bởi vì mỗi lần làm là show out, khán giả mà vô quay hết vé phải đưa tiền, mà ngồi ghế súp coi tiền cửa, rồi kia cảnh sát vô thì phải thấy khán giả đông quá, thì nhà hàng nó chứa một số lượng khoảng 400-500 người thôi. Kêu của quả tới đủ thứ chuyện hết, rất là chúng tôi rất là mừng vui. Cho nên anh em mình hy vọng kỳ này chúng tôi sẽ gây dựng cái ngọn lửa cải lương, sẽ tìm một số khán giả còn yêu mến cái bộ môn này hãy đến với sân khấu của nhà tình quê Lê Tính tổ chức. Thì cái ngày chủ nhật này 31 tháng 7 live show Linh Châu, chúng tôi anh em dùng cái những cái sức nhỏ mọn của mình để mà đóng góp làm cái sân khấu cải lương. Tin rằng là quý vị hãy ủng hộ, để liên lạc với Lê Tính số phone 714-510-7033 đó, để tìm những chiếc vé cuối cùng và những chiếc vé thường về VIP chúng tôi đã hết rồi. Đó là thật sự khi khán giả mà còn 2 tháng nữa. Đã còn 2 tháng nữa, chỉ còn có khoảng chừng 7-8 bàn thường thôi. Cho nên quý vị hãy tìm, cố gắng vào xem một chương trình, quý vị tin rằng quý vị sẽ hài lòng. Và sau đó khi xem ngồi, tất nhiên là máu nó sẽ động, nó động lại chân thì coi say mê, mà chúng ta đã tập thể dục là nhảy đầm rồi, với những cái bài nhạc bolero rất là hay, sôi động, và một chương trình đặc biệt của quý vị sẽ hài lòng với những món ăn đặc biệt của nhà hàng Baracel. Sẵn anh Tuấn nhắc em nhắc luôn, thưa quý vị khán giả, ngày xưa cái thời mà Linh Tuấn với anh Chí Tâm làm cải lương á, không phải có một đoàn của anh Linh Tuấn với Chí Tâm không, nhiều đoàn, đoàn Thái có Dương, có đoàn Thái Dương của anh Hoài Trúc Linh, có đoàn của bác Yên Lan làm trưởng đoàn luôn, rồi bên chị Thu Hồng cũng tổ chức, rồi rất là nhiều người khác tổ chức, bá Thí Quyển luôn. Bên nhưng lúc okay đó hết, chúng tôi không có cái sự cạnh tranh với nhau, không okay có hết sự cạnh tranh mà làm chung một ngày show với nhau. Các anh với các cô bác bầu show gọi cho nhau rồi bảo cô làm ngày này, con làm ngày này nha. Mà show của Linh Tuấn, má Thí Quyển đi coi ủng hộ. Rồi cái show của anh Hoài Trúc Linh mời Linh Tuấn, chị Thanh Quyền vô hát trong cái show đó luôn. Ngày xưa chúng tôi làm cải lương bằng cái tình đam mê thật sự và đúng bằng rồi cái ý nghĩa muốn giữ nghề thật sự, chứ mà không phải là chém giết lẫn không, nhau không hay phải là chà đạp lẫn đúng nhau. Đúng rồi, mà lúc đó của đoàn của Minh Tâm nữa, đoàn thủ đô cũng vẫn làm anh em vui vẻ rất nhau. Là, rất đừng là mạnh nhiều ai nấy nấy làm, nhưng tôi tin rồi rằng anh em chúng ta phải giữ cái hòa khí để giữ cái khán giả cải lương, tin rằng khán giả cải lương xem cô nhà từ quê cũng đi xem qua đoàn thủ đô, hoặc là cũng xem qua đoàn Mai Chân, hoặc cũng xem hết tất cả, cái đó là cái niềm vui của Linh Tuấn và tất cả anh em cô nhà từ quê. Mong muốn chúng ta hãy giữ một cái ngọn lửa, hãy dẹp qua những thị hiềm cá nhân để mà tiến đến một cái sân khấu cải lương thật sự bằng cái tấm lòng, bằng sự chứng kiến của tổ nghiệp, thì chúng ta mới giữ vững đúng với tâm nguyện. Mà khi cầm những cái nhang tổ mà ngày giỗ tổ, chúng ta khấn tổ để không cảm thấy xấu hổ thẹn lòng với người nghệ sĩ. Đâu có cần cái ngày giỗ tổ, đâu có cần ngày giỗ tổ. Giờ nào cũng vậy. Lúc mà mình bước ra sân khấu mà mình khấn tổ là mình phải nhớ tổ ở bên cạnh của mình. Đó, mình không, mình phải nhớ rằng khi mình đã là một người diễn viên, một người nghệ sĩ, mình bước ra sân khấu mình cầm đồng lương của khán giả, thì mình phải nhớ rằng là tổ lúc nào cũng ở bên cạnh của mình hết. Mình làm đúng
thì tổ sẽ cho mình thêm cái duyên, cái sắc sân khấu. Còn mình làm sai thì trước sau gì mình sẽ không còn theo con đường nghệ thuật này nữa. Đúng ra thì riêng cá nhân Linh Tuấn nha, là Linh Tuấn rất thán phục những người mà đứng đảm nhận ra làm bầu mà để tổ chức những cái show cải lương. Bất cứ ai cũng vậy, Linh Tuấn rất thán phục vì khổ lắm, làm bầu là cực lắm, phải gánh chịu hết những cái chuyện rồi bán vé, từng bán vé phải đi delivery, phải đi giao vé tận trên núi mấy chục mai, phải giao từng cái vé từng bát từng bát từng bát, cho nên cực lắm. Làm cải lương em đây còn nhớ, em chở khách về rồi có nhiều khi hát xong có những bác không có xe về, Linh Tuấn phải xách xe chở đi bác đi chở từng nhà, cho nên cải lương của hải ngoại là không phải dễ đâu. Thì tin rằng á, những cái show nào anh em làm đông thành công, anh em đúng, những anh em nghệ sĩ đối riêng Linh Tuấn, anh Linh Tuấn mừng. Đúng. Phải là gì? Nên thưa quý vị khán giả, anh em chúng tôi làm đông khán giả chúng tôi mừng, mà anh em khác làm ít mừng. Chúng tôi buồn cho người ta. Nếu làm đông anh em mình mừng. Đúng, chứ. Làm đông mình mừng, nhưng làm ít mình buồn. Nhưng mình biết được cái lý do là tại sao mình đông, là tại vì mình phải làm cái chương trình thật hay, thật chuyên nghiệp, thì khán giả sẽ đến ủng hộ cho mình. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Đó, thành ra chúng tôi không có phải là chúng tôi đông hơn rồi chúng tôi lại cười những cái người làm ít hơn. Không có, thưa quý vị khán giả. Tại vì một cái người làm bầu họ rất là cực khổ, họ bỏ công, họ sức, cực lắm. Rồi bỏ tiền bạc ra nữa mà không được cái doanh thu như ý nguyện, thì họ sẽ cảm thấy là rất là đau lòng khi mà và họ sẽ buông rồi thì không còn ai làm cải lương rồi, nữa hết. Đúng mình, không anh? Mình anh thương những người mà đứng đó, ra thành tổ ra chức. Tôi không có cười đâu, có nhiều cái show mà chúng tôi làm đông 18 bàn nhưng mà người ta chỉ có 10 bàn, 11 bàn, nhưng mà chúng tôi vẫn không có cười mà chúng tôi buồn cho người ta. Nhưng chúng tôi biết nguyên do tại sao, là tại vì hời hợt dễ dãi thì sẽ không kéo được khán giả, chỉ có vậy thôi. Rồi ok. Rồi. Vậy thôi, cho anh những cái mình nói ra để cho những anh em đừng có suy nghĩ lầm. Đúng rồi. Cải lương mình đối chọi với nhau không phải vậy đâu. Mình nói để tất cả mình đoàn kết lại với anh em, tất cả ai hát mình cũng ủng hộ hết. Đó là dạ thưa quý vị khán giả, trong cái live stream của Lê Tĩnh đang có cái nick là Phan Thành Trung, thì đây cũng là một cái người đại diện cho Lê Tĩnh trên sẽ tập hợp các kênh YouTube ở bên Việt Nam hết. Tại vì Phan Thành Trung là một cái kênh có đã nút bạc rồi và quen biết rất nhiều các anh em YouTube ở Việt Nam. Cho nên cái livestream này Lê Tĩnh cũng sẽ nhờ Phan Thành Trung sau đó sẽ gửi cho tất cả các em YouTube, các kênh YouTube, mười mấy kênh YouTube ở bên Việt Nam, để cũng muốn chuyển lời của chúng tôi đến những người mà chúng tôi muốn nói, cũng như là lời cảm ơn của nghệ sĩ Linh Châu, lời tâm sự của nghệ sĩ Linh Tuấn gửi đến tất cả các đồng nghiệp của mình. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì anh em sẽ cùng nhau cố gắng, mỗi một người cố gắng như tới khi nào mà anh em chúng mình không còn sức nữa mà thôi. Còn bây giờ còn sức thì chúng ta tiếp tục giữ cái lương, giữ lửa, mà để sau này nếu có những thế hệ kế thừa thì chúng ta cũng an tâm mà trao lại cái sự niềm đam mê của mình, cái sân khấu của mình cho các em sau này. Rồi ok, vậy là rồi. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chúc tất cả quý khán giả ước mong anh em nghệ sĩ cải lương mình giữ hòa khí để dựng nên cái ngọn lửa cải lương Việt Nam ở tại hải ngoại. Lời cuối cùng của Linh Tuấn muốn nói. Dạ bye bye.